Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay sau khi có kết quả của cái CPI là Consumer Price Index đã nói về tình trạng lạm phát của giá cả cho người tiêu dùng. Theo kết quả của CPI thì tình trạng lạm phát trong tháng vừa qua nó không có tăng lên nhiều, nằm ở cái mức mà các nhà phân tích cũng đã dự đoán như vậy. Vì lẽ đó cho nên hôm nay thị trường chứng khoán phản ứng theo cái hình thức sideways là không có lên nhiều cũng không có xuống nhiều. Và cũng như thường lệ vào ngày hôm nay thị trường sideways lên hay xuống thì mình vẫn có thể day trade bình thường. Và ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn mỗi ngày một niềm vui như thường lệ thì hôm nay mình đã trade cổ phiếu IWM 2-3 lần và mình thắng tổng cộng là hơn 300 đồng. Cổ phiếu SPY mình thắng khoảng tầm 120 và cổ phiếu QQ thì mình thắng hơn 200 đồng, thì tổng cộng ngày hôm nay mình thắng 700 đô. Thì như mình đã chia sẻ cho các bạn mỗi ngày đó, số tiền mình thắng từ day trade mình coi như là bonus, là tiền extra. Cứ một ngày 300, 400, 500, 700, 1.000 thì sau một tháng nó cũng cả 5-7.000 hoặc là 10.000, thậm chí còn nhiều hơn. Thì các bạn cứ nghĩ một tháng các bạn dư được 5-7 ngàn thì sau một năm các bạn dư số tiền rất là lớn, sau nhiều năm nó sẽ thành số tiền khổng lồ. Thì mỗi ngày một niềm vui nhỏ nhỏ thì về lâu dài niềm vui này nó nhân đôi nhân ba gấp nhiều lần. Thì các bạn thấy đó, thị trường chứng khoán cho các bạn rất nhiều cơ hội. Các bạn biết trade phương pháp nào các bạn cũng có thể kiếm tiền theo phương pháp đó. Các bạn thích day trade thì các bạn học day trade cho giỏi thì ngày nào các bạn cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng nó sẽ không có đến cho các bạn một sớm một chiều, mà các bạn phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức. Khi các bạn có kiến thức và các bạn thực tập là các bạn có kinh nghiệm, và từ đó các bạn có thể dùng cái kinh nghiệm kiếm tiền rất là dễ dàng mỗi ngày. Nếu như các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video. Và nếu như bạn nào ở quanh thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina hoặc là ở gần những thành phố lân cận nào đó, thì nếu như bạn muốn đăng ký học với Jason trong thời gian sắp tới đây vào ngày 29 tháng 9, Jason sẽ qua đó chia sẻ kiến thức trong thị trường chứng khoán để giúp cho các bạn nào muốn đầu tư thành công. Thì các bạn có thể ghi danh với Jason, các bạn có thể vào trang website của Jason để biết thêm chi tiết, hoặc là các bạn có thể gọi vào số phone trên màn hình để các bạn có thể đăng ký theo hình thức đó. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn mỗi ngày đều có một niềm vui như Jason và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.